Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cách để luyện phát âm rất là hay, để luyện kỹ năng speaking của các bạn, để cải thiện khả năng phát âm của các bạn tốt hơn. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chức năng, đó là đánh văn bản bằng giọng nói của Windows luôn. Chức năng này hoàn toàn miễn phí và độ chính xác cực cao. Các bạn có thể đánh liên tục mà không cần phải ngừng nghỉ. Các bạn chỉ cần đọc tiếng Anh lên thôi và nó sẽ đánh y hệt lại những gì các bạn nói. Thì để mà mở chức năng này lên, các bạn sẽ dùng tổ hợp phím Windows cộng H ở đây. Đó, mình sẽ bấm lên cho các bạn coi. Windows cộng H. Đó, bây giờ các bạn sẽ thấy một cái hộp thoại như thế này. Đây là hộp thoại chức năng đánh văn bản bằng giọng nói. Thì ở đây mình cài đặt là nó sẽ tự động đánh dấu khi các bạn ngắt một câu, các bạn đọc xong một câu nó sẽ tự động đánh dấu chấm các bạn luôn. Các bạn chỉ cần dừng nghỉ đúng đoạn là được. Rồi, thì bây giờ mình sẽ có một cái đoạn văn bản tiếng Anh ở bên đây. Bây giờ mình sẽ biểu diễn cho các bạn coi cái chức năng này hoạt động như thế nào. Đó. Nếu mà các bạn phát âm đúng, các bạn phát âm tốt thì nó sẽ đánh ra chính xác những gì các bạn nói. Còn nếu các bạn phát âm sai thì nó sẽ ra một cái từ khác. Thì các bạn từ đó các bạn có thể biết là mình đang phát âm sai chỗ nào. Rồi, thì ở đây mình phải đặt con chó ở bên đây nha các bạn. Nếu mà các bạn đặt con chó ở đâu thì nó sẽ đánh ra văn bản ở đó. Rồi, ok, let's begin. What do you think about the way languages are taught? Enter. Đó, các bạn nói chữ enter là nó nói chữ enter luôn. Rồi, các bạn xuống dòng, các bạn đánh tiếp. Các bạn muốn đánh cái câu này, các bạn sẽ đọc cái câu đó lên. Rồi, Windows H. Mỗi một khi các bạn muốn chức năng này hoạt động, các bạn chỉ cần bấm tổ hợp phím Windows H luôn, các bạn không cần dùng chuột luôn. English is the main foreign language taught in most schools in my country, but it's often not taught very effectively. In my opinion, a big part of this is the fact that most teachers are not native English speakers. Đó, các bạn thấy không? Nó đánh chính xác những gì mình nói luôn. In my opinion, đó, có cả dấu phẩy, các bạn ngắt nghỉ đúng là nó sẽ để dấu phẩy đúng. A big part of this is the fact that most teachers are not native English speakers. Đó, thấy không? Độ chính xác là đến 99%. Nếu mà các bạn đọc nó đúng. Rồi mình sẽ đọc hết đoạn này luôn. My high school was a good example of this. The teachers were not native speakers, and many of them weren't even proficient in English. As a result, they sometimes taught us incorrect grammar or words use, and some of them couldn't properly demonstrate correct pronunciation. They tried their best, but they needed more training. Đó, các bạn thấy không? Nó đánh y hệt như các gì, những cái gì mà bạn phát âm lên. Đó, thì khi các bạn đọc xong á, các bạn sẽ kiểm tra xem nó có giống như cái đoạn văn bản mình đọc không. Đó, nó đánh dấu phẩy y hệt như cái văn bản gốc của nó luôn. Các bạn phải dừng nghỉ đúng chỗ thì nó sẽ đánh ra đúng cái gì mà bạn muốn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này của mình. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy nó có ích. Hẹn gặp lại các bạn vào những vlog tiếp theo. Rồi, tạm biệt các bạn.